Chào mọi người, Thái lại xuất hiện rồi. Chúc cho anh em buổi tối năng lượng, lúc nào cũng lạc quan cuộc sống nha. Thì Thái vừa về tới thành phố Hồ Chí Minh. Lâu lắm rồi Thái không có đi quay vào buổi tối anh em. Nay sẵn Thái đang có mặt tại Hóc Môn, Thái quay một cái video vào thăm nhà một fan cứng anh em. Anh ấy nuôi rất là nhiều chim này, rồi cá này, đó, rất là đam mê luôn. Mà cũng là một fan theo dõi Thái khá là lâu rồi. Hôm nay Thái sẵn ghé qua nhà của bạn ấy đi, rồi quay cho mọi người xem coi gốc nuôi pet và cá của bạn ấy là như thế nào, để chia sẻ cùng mọi người nhé. Ok, nay Thái đi với Vũ nè anh em. Nay anh em mình sẽ đi vô thăm nhà fan vào buổi tối. Nay dẹp chiếc cúp anh em ơi, chiếc cúp đi miền Tây xong về lớp B rồi mọi người. Nay đi lại ô tô. Rồi, nhà của bạn ấy thì bây giờ là theo định vị là mình chạy lên chút xíu nữa là tới rồi nha. Thái xẹt trước video để Thái quay cho mọi người xem. Này là thuộc Hóc Môn. Cái này là Hóc Môn nha anh em. Khúc Phan Văn Hớn mình chạy vô á. Hình như là qua gần cái cua này là tới phải không Dục? Theo định vị đúng không? Này điện thoại nó thiếu sáng hay sao, nó hay mắc nét quá mọi người. Đây định vị gần tới rồi nha anh em. Bò qua cái này chút xíu là ngay chỗ cái cua này. Hình như đâu ngay đây hay sao này, nhìn cửa này nè. Cái mình ngừng đây quá. Cái cửa sắt này nè. Để Thái đi xuống nha anh em. Để xuống anh hỏi có phải không, hay là điện thoại đi chứ sao, thấy quá cửa rồi. Chờ anh xíu nha. Bạn này thì là tên Bảo nha anh em. Bảo Mã Lai anh em. Không biết là có Bảo Mã Lai Trần Quốc Bảo nha. Hey, alo nha. Định vị thì bên này thì định vị. Alo. Bảo ơi, anh tới cái định vị em gửi à Bảo. Cái cửa mà có khóa phải không? Ủa, đứng đâu ta? Cái cửa anh thấy có cái một cái cửa nhôm nhôm, cửa thiết sắc sắc này, khóa lại này ngay cái định vị á. Cửa nhôm. Cửa sắt. Có ổ khóa bự lắm. Mở Zalo hả? Rồi để từ từ chờ anh tí. Chờ anh xíu để anh chỉnh lại cái cam nữa. Ủa sao tùy nha. Đây này. Cái cửa này. Phải không? Ok. Rồi, bạn ấy đã biết chỗ này rồi, hãy để Thái xuống xe nha. Trong đi này thiếu sáng, điện thoại mắc nét quá. Ê. Này là khu vực Hóc Môn, quận 12 nha anh em. Đằng sau này phải không ta? Hình như lùi lại đằng sau này, Vũ ơi. Bảo phải không nhỉ? Ok, đây mọi người. Hello Bảo. Đi với thằng em. Dạ. Đi vô đúng không? Dạ có. Để xe đó được phải không? Dạ được. Ok. Ồ. Cái hai cửa lần ha, cửa này nữa ha. Đây ha. Wow, có cái khu riêng nuôi hả? Hello em. Cá quá trời cá luôn mọi người. Cái này là quay cho mọi người coi đã luôn ha. Để quay từ cái hồ đầu tiên cho mọi người xem đi Bảo. Wow. Ủa, cầm đồ 68 là sao? Bảo là Bảo cầm đồ hay? Em mới đem đồ dưới đây nè. Ủa vậy hả? Dạ. Là cầm chỗ nào? Ngay đây là để anh dắt lên chơi. Thôi biết vậy thôi, được rồi. Mở đèn lên cho sáng đi. Để quay bằng điện thoại mà nó mờ quá. Ta thấy một cái hồ cá đầu tiên ha của bạn Bảo là bự lắm anh em. Này chắc 2 mét mấy, 3 mét không Bảo? 2 mét 36. 86. Wow, là cao là 86 hả? Rộng 1 mét.
rộng 1 mét, dài 2,6. Cái hồ đã lắm anh em. Trong đây thì là thấy là Sam này gọi là Sam gì bảo? White Diamond hả? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 con hay ta? 10 con. Rồi mấy con cá mày kia là... Cái chép này thả cho nó ăn hết, mà bự luôn. Ăn hết bự vậy luôn hả? Đây, một bộ này thì ta thấy là dưới đây là hồ công nghệ bảo chơi ống này, ống hồng luôn anh em. Chơi hồng hồng đen nha. Wow. Đây là một người chơi thứ dữ rồi anh em ơi, quá đỉnh nha. Một cái hồ đầu tiên thấy quay nhanh nhanh trước nha. Đây là một cái hồ là thấy là bạn Bảo chơi một bé Nguyết. Đỏ quá đỏ Bảo. Trời ơi con cái càng nó kìa như cây đao vậy anh em nhỉ. Như cây đao kiếm hiệp. Nha, anh em thấy không? Tuyệt vời chưa anh em? Cái con này em nuôi lâu chưa Bảo? Chắc 2 năm. 2 năm rồi hả? Là mua đợt xe nhỏ lên đó hả? Em mua nó cỡ 1 khúc. 1 khúc rồi hả? Nuôi đây 2 năm. Một cái hồ cũng không thua gì cái hồ đầu tiên luôn nhá. Ba cái nào cũng bự hết trơn, còn một cái đằng kia nữa thấy sẽ qua cái đằng kia sau ha. Cái hồ này thì ta thấy là bạn Bảo chơi ống vàng đen nha anh em. Toàn là chơi màu nổi không à Bảo. Một cái hồ thì cũng là công nghệ luôn nhá. Trên đây thì có bạn của nó là con két nè anh em. Hả? Là két gì ta? Nó có bông 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 nè, nó két mấy con két mà già đỏ kia. Hồi nó mắc tiền hơn không? Mắc hơn. Mắc hơn hả? Ồ, 4-5 triệu là mua nhỏ xíu hay là mua cỡ này rồi? Cũng cỡ đó đó, mà nó chậm lớn lắm, như đó là như đó. Ờ. Rồi em mua lúc hiếm, lúc dịch nó đâu có ai, nó cũng chập lời dịch. Ờ, trời ơi. Đã chưa anh em? Đúng nhìn cái bộ càng của con cá Quyết này nhìn ớn ăn nha. Nhìn như hai cái đao múa. Cái đao mà đao phim kiếm hiệp luôn mọi người. Đó, anh em thấy không? Nhìn chất ha. Và cái hồ này ở nó cũng sướng nữa. Mênh mông luôn, có mình nó thôi. Trước em đặt con Sam mà nhỏ quá, em để con Quyết đi. Ờ, à, vậy ha. Trước em để con Sam bự quá, không được, để vừa. Rồi. Rồi cái bộ lọc mình cũng chơi như mọi người đó ha. Cũng gòn. Đâu lắm rồi, em chơi. Ờ. Đâu 1, rồi Machit. Đâu 1. Tàu hủ. Sứ tàu hủ. Sen. Quá trời, ủa Bảo này nhiêu tuổi Bảo? Em 24 rồi. Ủa nhỏ vậy hả? 24 tuổi hả? Dạ. 24 tuổi là có con chưa? Có con rồi. Mấy đứa rồi? Một đứa hả? Trời, con trai hay con gái? Gái à. Gái hả? Ờ, tuyệt vời. Vậy là chơi cá là lâu chưa? Em chơi lâu rồi mà mới chơi lại đây 3 năm rồi. Có cái bên màu, cái sim em chơi đủ. Trời ơi. Con gì cũng chơi hết trơn. Giờ thì lớn rồi, có điều kiện hơn thì mình vẫn duy trì đam mê. Nhưng mà mình chơi một cái là nó cao cấp hơn để mình thoải mái hơn. Được điều kiện mình chơi thì ok hơn ha. Đây, mê anh em ngắm con Quyết mà nó chung chung, nó bơi lượn qua nhìn thấy đã anh em nhờ. Ờ, để xíu anh quay hết luôn nhà em, có còn gì anh quay con đó luôn. Quay cho mọi người chủ yếu là anh em mình chia sẻ thôi, đơn giản thôi. Cho mọi người xem cái góc đam mê của mình để cho mọi người ngắm. Nhiều khi mình lưu lại á, mình lưu lại cho một cái kỷ niệm, một cái video nào đó để... nhiều khi lâu buồn mình mở ra mình xem. Đúng không? Những con bét của mình nó bảo. Chị anh này thích như thế thôi. Quay người nuôi thì thích như thế. Ờ, ok. Qua cái hồ thứ hai nha, của bạn Bảo nha. Trước khi qua cái hồ thứ hai kiểm coi có ống màu khác không. À, ống này ống bình thường ha. Ok. À, cái hồ thì dài cũng bằng hai cái hồ nãy luôn. Cũng 1 mét, cao 86 ha. Đây nha mọi người ha. Trong đây thì ta thấy là có một con pha phu phải không nhỉ? Phải không? Không, anh em nói kinh nè. Kinh nè hả? Thì em người nếu mà ai nói kinh pha phu, kinh pha phu cũng được, gọi là kinh pha phu thôi cũng được. Người có thích là 3 triệu. À vậy hả? Không, ok đó mọi người. Này, con này chắc nuôi sao con Quyết hồi nãy đúng không? Trung đập luôn. Trung đập đúng không? Hồi trước nguồn này giống thời đó mua cao tiền không? Đợt lúc chưa nhập vừa được mua 50-60 triệu. 50-60 triệu ha. Dạ. Hai con đầu cũng 50-60 luôn. Con đầu 4 mấy, con này trời ơi. Con này là đầu là 4 mấy nè anh em. Lúc đợt mắc á giờ. Ờ. Sao chơi cùng đợt với con này thì cũng gần 50 ha. Giờ cũng không rẻ đâu em.
Ra nói chung là nó cũng tùy vào cái phẩm chất của con cá thôi, chứ nó cũng không rẻ đâu. Rồi ở dưới này á, thì ta thấy là có một số sam. Dòng Abino. Dòng này là gì? Abino. Trắng này cũng là Abino, cũng Abino luôn mà nó lợt một xíu. Đấy. Này Abino Hybrid. Nó qua vàng đẹp hơn. Chơi không mà chơi sam nhiều vậy luôn á hả? Bữa em còn nhiều hơn nữa. Uống nhiều hơn. Bớt. Trời ơi trời. Tặng bớt. Rồi đây là cũng Abino Hybrid. Ví dụ như một cái con cỡ thay này nó giá trị không? Mười mấy triệu. Dạ. Trời ơi, hết quá trời như đây luôn. Đúng rồi. Là chơi không luôn. Em chơi đợt trước em bị chết bậy kia. Bị chết luôn. Máy rồi em bị chết, em rút nước, em thay nước, em đi nhậu luôn chết queo. Trời ơi, vậy chắc đô dữ lắm nhỉ. Đô nhậu quên bét luôn. Nhưng mà hỏi này hơi tế nhị, nhưng mà trước giờ mà mình chơi mà tiền mà mình đam mê mà từ cá mú rồi bét rồi chim rồi con gì mình từ gà nữa. Đó chắc chi phí thì chắc khủng nhỉ. Có nhiều chơi nhiều mà. Có nhiều chơi nhiều hả? Nhưng mà mình không có tính được chứ, nếu mà mình tính được là cũng hơi nhiều á. Dạ. Không biết không? Ok. Anh em xem này. Đó. Để thấy quay xa xa ra cho bạn Bảo chơi với mấy cái hồ cá với mấy con sam của bạn ấy này. Tuyệt vời ha anh em ha. Đây là một cái cốc mà gọi là đam mê là đỉnh của đỉnh luôn nha mọi người. Ở khu vực Hóc Môn như thế này, một anh chàng ha, chỉ mới 24 tuổi thôi. Đam mê cá bét quá trời. Nãy giờ đứng qua đây là chưa hết quay cá xong mà nghe chim hót ở trong rồi đó. Giờ ok. À, ở đây anh thấy có mấy cái hồ nhỏ đấy, là cái hồ gì vậy Bảo? Em để em coi mấy sam đẻ, em cho nó đẻ ra đây. À, là có sam đẻ, vẫn nuôi đẻ được luôn hả? Dạ, bữa đẻ được con. Trời ơi. Yếu quá. Đâu, một con à chết rồi ha. Ê, trước khi mình vô trong đó để mình đi ra ngoài này, anh coi cái hồ ngoài này, anh thấy còn một con cá này Bảo. Trời ơi, Bảo nó có một cái khu chơi riêng luôn anh em. Cá với lại bét, chim rồi các kiểu. Đuôi càng hả? Càng của hai em làm nó tung nhát. Ôi con cá gì mà hồ không trà rồi bỏ nhỏ luôn, bị tung nè, bị chày ngay cái đầu hả? Quang tập tay mà con nhát nó tung. Không con này màu được á. Đó con trắng nó về đẹp nó được rồi đó. Ờ con này cái đèn em đâu có để rêu luôn. Để cái đèn nó bám rêu xanh lè luôn, lấy gì mà có ánh sáng chiếu con cá ngoài này nó vẫn bị nè. Để thấy lấy nét cho người xem này đấy, coi viền vẫy nè. Nên con này viền mỏng nha. Ôi ôi quá đẹp kìa anh em xem cái càng nè. Càng thế này, đuôi thế này, đuôi quạt không ta? Quạt. Ờ cái này là chơi là tuyệt vời rồi em. Anh em. Càng chơi được. Ừ. Còn cái hồ này là không có ha. À. Trời đã chưa anh em, nhìn ngắm mê luôn. Ờ, nhưng mà em biết anh lâu chưa? Mấy năm rồi chắc. Gì dữ vậy? Mấy năm em coi lâu rồi, coi lúc mới chơi cá lại mà. À là coi là mới chơi cá lại hả? Đúng rồi. Coi thấy anh đi quậy vui quá hả? Rồi xong rồi chơi lại. Vậy là trong cái thời gian mà không có chơi cá đó là như là chơi chim đúng không? Đá gà, nuôi gà đá. Đá gà ha, ghê nha. Đá nuôi gà đá. Nuôi gà đá ha. Rồi sau khi mà cái khu cá xong rồi bắt đầu là Thái sẽ đột nhập vào cái khu riêng nữa nha anh em. Trong đây có chim, có cá. Mà Thái thấy là có rất là nhiều huy chương về chim nè. Chút mà quay sơ sơ cho anh em xem coi. Bạn Bảo đam mê chim thì có những cái huy chương gì? Quay huy chương trước đi. Trời ơi, huy chương về chim không hả? Còn ở trong kia nhiều lắm. Trời ơi, là chim gì? Chim gì mà huy chương dữ vậy? Ồ là trời. Trời ơi, nó quá trời huy chương luôn anh em. Chào anh, hello anh nhé. Trời ơi, quá trời luôn. Là em chơi chim này lâu chưa? Ba em chơi. À, ba anh chơi. Chục năm rồi. Chục năm mà chồng ào thôi. Ba em thi với ba em. Rồi đi theo ba, rồi đi thi luôn. Dạ. Giờ chim chắc... chú nữa. Chim ông chú nữa. Nhà em chơi chim với cá mà. Trời ơi, nhà ba, rồi chú, rồi con gì cũng chơi chim cá rồi thôi ha. Rồi, để anh quay sơ đây nè. Đây là nguyên dàn chim nè anh em, không biết bao nhiêu lồng mà đếm không hết luôn. Để thấy đứng xa xa ra thấy quay cho anh em xem nhé. Đó, từ đây mà bạn Bảo chùm dài xuống dưới đứa. Mà không biết là tổng là bao nhiêu con chim nhỉ? 100 mấy. Bao nhiêu? 100 mấy. 100 mấy hả? Là chơi không hả? Chơi không ạ? Trời ơi, chơi 100 mấy. Rồi ai chăm? Có hai bạn em chăm nữa. Hai bạn chăm, rồi em với ba em, rồi thêm chú nữa, này là chú hả? Không, của ba em riêng. À, của ba em riêng.
qua của ba em ở phòng ở nhà bên kia riêng. À, hai cha con chơi riêng. Dạ. Trời ơi trời, tuyệt vời anh em. Hai cha con chơi riêng nha. Vậy là em là cỡ em là trăm mấy con chim thì cỡ ba chắc phải hơn nha. Không, ba mới lắm. Ít hơn ha. Chiều ba đi thi không à? À, 10 con à, đi thi. 10 con chưa đi thi. Là cúp đó là chim ba đi thi không á? Rồi cúp của em đâu? Em cũng có mấy cái mà nhỏ nhỏ. À, nhỏ nhỏ trong đó nha. Em lấy chim ba đi thi không à? Bởi vậy. Chú em đi mà. Hello này ai nữa? À, hello em nhé. Trời ơi tuyệt vời nha anh em. Rồi thôi để mình quay hết những cái hồ cá trong này coi có cá gì rồi qua quay sơ sơ chim cho người xem. Ok, rồi con Sam kìa mọi người. Rồi. Kêu gạch nó 60 á mà nằm hết gạch lội một phút. Ê, ở đây là con này loại dòng Sam gì? Lấp cho mình. À, lấp cho mình mà xây này là xây chắc 80-90 rồi em nhỉ. Xây các bạn. Cái ô gạch đó là 60 á, mà nằm dư lòi đang khúc. Trời ơi, một cái mặt bàn và bốn cái mặt ghế nè anh em. Ý là phải nói là bự á nha mọi người. Rồi nhìn trên, nhìn ở trên nhìn xuống thấy không? Thấy. Trời ơi anh em, bự lắm anh em. Ồ, là nuôi trong cái hồ này là nó đẻ hả Bảo? Của đúng rồi. À. Dòng này là dòng gì? Lách đây mình luôn. Này là lách đây mà hết luôn ha. Dạ. Nhưng mà lách đây mình này là nó tùy theo bông sáng và bông không sáng hay sao? Bông này đẹp nè, cái bông nó bự nữa mà nó không đẹp bằng hai con này. À cái bông đó nó không có nhiều. Con này đẹp, con này đẹp không? Này. Bông nó to đúng không? Cái trắng nó to đúng không? Rồi. Rồi cá đó là cũng như ở trước là thả vô cho nó ăn mà nó không ăn nó lớn vậy luôn phải không? Trong đây có một bé nữa nè anh em, hình như Abino ha. Là cái con to này là em nuôi nó bao nhiêu lâu rồi Bảo? Ngồi xuống chơi, ngồi xuống. Tại vì điện thoại anh không có gắn mic, nó hơi nhỏ. Em mua lúc bự rồi. Bự rồi hả? Mua lúc đó rồi. Tầm xe bao nhiêu? Năm mấy rồi, em nuôi nay lên chắc gần năm mấy hay năm rồi. Là lúc mua nó xây 50 mấy. Nay nuôi gần 2 năm nay thì lên được gần xây 80. Em có 80. Đâu nằm vậy chứ em có đâu lắm. Nếu mà anh nói thật với em luôn mà tính đuôi luôn gần cả mét rồi đó. Tính đuôi không tính cái dành cỡ 70 hơn 70 hơn 6 70 hơn rồi thì anh em nhìn ở ngoài anh em mới thấy được cái độ bự của nó nha. Qua camera thấy đưa cái tay vô nè anh em xem nè, hoặc là đó anh em xem rất là bự luôn anh em. Và cái hồ này là giống như làm kiểu gạch men rồi mình làm tráng kính ở ngoài. Ở trên đây thì thấy là Bảo chơi ba ki, mấy cái ba ki thôi. Bên đây có hộp lọc nữa ha. À, hỗ trợ theo á ha. Ok. Trời ơi, nhưng mà chơi là có hai bạn phụ rồi có trả tiền bạn không? Hay là chỉ ba phụ rồi cho chơi ké? Bao nhậu rồi hả? Bao nhậu mỗi tuần rồi hả? Nhà không có mà. Nhưng mà đô mạnh không mà nãy giờ nghe nhậu nhậu không này? Bà không lo. Bà không lo mà lúc nào cũng bao nhậu hết trơn nhờ. Trời ơi. Rồi qua cái hồ thứ hai Bảo. Qua trong đây một cái hồ. Trời ơi, hai con gà. Hình như là gà này gà tre Hà Nội phải không? Tre Bắc đúng không? Đúng rồi. À, anh cũng có chơi gà mà anh chọc em thôi chứ trước anh cũng nuôi gà nhiều lắm. Quá trời gà luôn. Đây. Cái hồ tiếp theo á, thì thấy đứng từ xa là thấy đấy nha anh em. Hình như là có Sam Albino với lại có hai con White Diamond hả? Đúng rồi. Rồi hai này là Baku. Baku là con cái chim trắng đúng không? Đúng rồi. Bà này hình như là bị sọt luôn á. Đúng lắm. Phải sọt không? Sao anh thấy giống sọt cái vậy? Sọt. Trời ơi, chơi gì luôn trời. Là nuôi nó lâu chưa? Em mua nó chắc 3 ngón, chắc mấy tháng rồi ta. Mấy tháng quá. 3 tháng rồi mày. Ờ. Từ lúc 3 ngón tay mà giờ nó bự vậy nè. 3 tháng mà nuôi nó bự, được bự vậy hả? Đúng rồi. Sao nó có? Bự nó muốn chắc 3 ngón rưỡi rồi. Ủa sao 3 tháng mà nó lên cỡ này nó bự lẹ vậy? Nào dữ lắm. Trời ơi, vậy hả? Nhưng mà mua đắt tiền không? Trời, mua có 1 triệu mấy con à. À, bây giờ là nó phải 4 triệu con rồi đó. Tại vì nó là ba cu mà nó sọt đẹp nè anh em. Cái con đầu sọt u này, sụt ngù cao này, cái con đầu tiên á. Đó, cái con bê đầu anh em thấy không? Này, cái con này nè. Quay cho anh em xem nè. Bầy sọt ở trong, trốn trong. Bầy cha sọt hả? Dạ. À, bầy cha sọt ở trong kia nữa nha anh em. Trời ơi, cái con, mấy cái con này chắc nghĩ mấy con quay này giá trị lắm luôn nha. Một cái con như thế này đi mà con nhỏ xíu gì mười mấy triệu. Nhỏ xíu gì? Lớn 12 triệu. 12 triệu một con. Nuôi này năm mấy rồi. Rồi một thêm một anh chàng chơi cá, chơi bét, chơi chim tiền tỷ nữa rồi. Có đâu. Chứ bây giờ em cứ gom lại đây, bây giờ rất là nhiều tiền luôn chứ. Mình rồi mua lặng con vậy đó, góp vô từ à,
lâu lâu có nào có tiền cái mà mình gom vô, mình góp vô từ từ nó nhiều, xin phải không? Vợ được là chơi à. Xin vợ được là chơi phải không? Thì nãy em nói mà vợ kêu cứ ở nhà chơi với mấy con này được chứ đừng ra đường chơi là vợ không cho đúng không? Rồi. Mua nó nhỏ hơn mày nó thiếu rồi cả chén à. Mà nó con đó hình như có con như con này đẻ rồi nè. Đẻ được con trong á. Con trong này ha, bự này ha. Ê sao đây nó bị mất cái thịt nè. Nó bị con đực khói á. À không sao hết phải không? Không. Nó khói giờ có bầu đẻ giờ. Con này nó lỏ anh. Rồi rồi ví dụ như đẻ vậy là mình có bán mình chia lại bớt không chứ sao nuôi dữ hả? Không. Em phải chơi. Để chơi luôn. Trời trời. Đúng dữ luôn á. Rồi mà chơi cái này thì phải gắng phải đi làm thêm cái gì, gắng cầm đồ nhiều nhiều chứ mới có kinh phí mới nuôi được tụi nó chứ. Đúng rồi, ngày đang 2 ký mấy á. Trời ơi, ví dụ như bây giờ mà tiền mà chơi chim nha, chứ lại tiền mà chơi cá, chơi bét của em á, một tháng em tốn nhiêu tiền? Không tính được luôn phải không? Vậy tính một ngày tính được không? Một ngày cá nó ăn bao nhiêu thức ăn, tiền thức ăn? Trăm mấy thức ăn, tiền thức ăn. Rồi là ăn tháng là trung bình là cũng vài triệu mà chưa tính là tiền điện tiền nước nhiều. Ồ nó chứ chơi chơi chứ như nhiều quá mốt nó có đẻ nhiều quá chia lại cho anh em bớt chứ để chi đóng rồi từ từ mới tính à từ từ mới tính ha chưa bán rồi ôi hai cái hồ trong này anh em Bảo cứ đứng đi anh quay cho người xem cái hồ này hình như là diện tích bự bao nhiêu Bảo bự không ngang 2 mét mấy dài khoảng 10 mét cao lên chắc khoảng 2 mét rưỡi quá mét rưỡi á cỡ mét rưỡi ha đó làm theo kiểu gạch men thì trong những cái hồ này có thổi oxy này có hút đáy đâu nè đó tất cả các kiểu nha trên hồ thì chơi ba ki trong đây thì nuôi rất là nhiều dòng sam mà khủng không những con sam quai này Bảo nói là mua chút xíu về 10 mấy triệu mà nay con nào nấy còn xây 40-50 không anh em 40-50 có rồi ha đó có khoảng 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 khoảng 8 con ha 8 con sam ở đây có một số cả chục con cá quay trên này đi ở đây nè anh em đây là những con cá mập sọt nha phần gần cái chục con nữa ha Bảo rồi có thêm 2 con 3 cu albino sọt nữa mà nghe nói mua 3 ngón tay bị lớn vậy mà nuôi 3 tháng mà nãy thấy nó cự hơn cái bàn tay của lấy không biết sao đó Bảo nó cho ăn cái gì mà nó mau lớn dữ trời đồ ăn của con sam nè nó dành ăn á hả đây nữa nè anh em đây có 2 cái cúp chim chào màu khá là to nè đây là cúp đây là giải đấu này là ở đâu ta miền Kiệt Phan hả ba miền Kiệt Phan giải nhì nè anh em cách đây 3 năm rồi cái này là ở đâu là bữa là chơi là nhận được chiếc gì nhất luôn hả trời ơi chơi chim ghê trời mấy chiếc rồi chúng đây ba lấy mấy chiếc rồi. Ồ vậy hả? Là đi chơi chim không mà lấy là mấy chiếc giải nhất không luôn. Vậy là cho chim đỉnh quá rồi. Ờ hai thầy nhưng mà ngại quay, thầy quay thầy ngại nên thôi quay Bảo thôi. Giống vợ đi chơi chim không á? Gì? Thầy chơi giống vợ chơi chim không ạ? Trời ơi. Đó anh em ha, đây là 2 cái hồ ha. Còn phía bên trên đây là anh thấy là một cái số cái lồng này là cái lồng gì vậy Bảo? Anh thả mấy chim bổi. Vô mình xem được không? Xem sơ được không? Cái ok ok à bổi mình thả số lượng nhiều vậy luôn hả thả mấy chục con đi nuôi rồi em lựa ra à rồi bắt đầu mình lựa ra con chơi được hả đúng rồi con nào được mình chơi con nào được để đi à trời ơi vậy là ba em với lại mấy chú em là cao nhân dữ rồi chơi chim giải mà xe hơi mà lượm 3 chiếc hả 2-3 chiếc rồi rồi 2-3 chiếc đó về để lấy kỷ niệm luôn chùm mà hết chưa rồi kỳ vậy thì em không có đóng không có để đâu vậy hả trời ơi bữa nào nhớ giật giải có xe nào rẻ bán anh chiếc nha cái đó khó hả giờ chim cọp dữ lắm giờ chim cọp quá hả hồi xưa hồi trước thì nó còn được xíu hả giờ mấy anh em chơi chim cọp quá phải không anh quay cúp không vô nhà cho coi cúp em nữa nè cúp chim á hả đúng rồi. Thì quay sơ chim đi chứ giờ họ cúp nhiều khi quay vô nhà anh cũng ngại đây có mấy con chim có tủ chim mà vậy hả vậy toàn là mình chơi chim mà chim màu thường thôi chứ đâu phải là chim màu đúng không có chơi chim màu ở đâu chim bạch đang chơi bữa em có mấy cặp mà đưa ban đưa rồi ta hết rồi chơi này đỉnh hơn á cái chuồng này là cũng vậy luôn hả cũng bổi không á hả trời ơi, quá trời bổi luôn
Mỗi cái lồng như thế này là mình bao nhiêu con bổi trong này lận? Nhiều không? Một chuồng vậy 50-60 con ha. Rồi cái chuồng đằng sau này cũng vậy luôn. À, rồi chơi thêm một số chim sâu nữa ha. Năm màu. Đây là mỗi tối đều là phải chùm nó lại vậy hết. Rồi à, ban ngày là dành thời gian ra là tắm rồi phơi nắng này nọ, mở từ con ra chơi. Đúng rồi. Trời ơi. Đỉnh quá anh em ơi. Đây mấy chú, mấy anh rồi ba rồi nguyên gia đình là chim với lại cá. Rồi để nó chạy đi, không chạy ngoài đâu. Giờ nó chạy ở đây nè. Dạ, ok nhé. Đó anh em thấy không? Nè nguyên vàng ha, chim. Rồi đây là có hai hồ cá nha. Lái xe ra ngoài thấy quay cho người xem coi Bảo còn gì phía ngoài cúp nữa nè. Chim thì buổi tối để nó ngủ anh em ơi. Mình quay sơ sơ thôi. Chủ yếu hôm nay mình quay cá. Anh em xem này, mê chưa? Tuyệt vời chưa? Qua wow, tới bên này. Trên đây có con chè voi này, con thang nè anh em. Cúp bên này hả? Thôi Thái sẽ theo bạn Bảo ha, đi vô phía nhà cho bạn mình mọi người xem cúp chim của bạn ấy là như thế nào. Trời ơi, này hả? Và làm thêm cả mấy cái tủ kiến để trưng bày cúp nha hả Bảo? Tủ rượu ba tặng rượu hết trơn. Thì rượu cả nguyên cái củ đinh lăng bự này. Hai bữa hai thùng cho hết thùng. Rồi, có em có biết uống rượu không? Không. Vậy hả? Trời ơi, cúp chim nè anh em. Rồi này là kiểu là nhà gia đình của Bảo nó có truyền thống chơi chim luôn rồi. Từ ba tới chú rồi bây giờ tới con Bảo nó cũng chơi luôn anh em. Và nó lắng thêm còn cá nữa. Hả? Thêm cá nữa. Rồi đừng nói siêu tầm thêm xe nữa hả? Chơi xe nữa. Còn cái môn gì cũng chơi vậy? Đây là xe gì? Da có, da Z có. Da Z không à hả? Xì bo. Rồi xì bo. Rồi trong kia là vàng SH. Đây nè anh em. Đâu? Ừ. 9 tứ quý 3. Rồi đây là 2 tứ quý 9 với lại 5 tứ quý 6. 4 tứ quý 2 và 0 tứ quý 3. Trời đất quỷ thần ơi, chơi vậy luôn hết trời. Để anh khám phá chút xíu. 0 tứ quý 3 này là hình như là bị sần nha. Còn đây là SH này là Ý hả? Ý, 150. Bên này cũng vậy luôn. G1 nè. À, 2 tới quý 9 nè nè. Một vàng ha, khoảng 4 chiếc SH nè. Đây là, này là da, cho chết này là chạy chưa hay là còn nguyên zin luôn á? Nguyên thui. Em chạy có mấy trăm cây. À, chui chạy mấy trăm cây, để đây. Em muốn chạy mấy trăm cây, chắc ngàn, được ngàn. Chạy được ngàn cây. Chiếc này mua chắc bữa như 400 à. 400 hơn à. Rồi qua tới bên này. Chiếc này. Chiếc này đi gì hơn, chiếc này cũng không dễ. Có chị, chồng chị em. Chồng chị ha. Rồi qua tới chiếc này. Chiếc này cũng xe thùng. Xe thùng luôn. Để coi, chắc chưa chạy luôn quá. Chắc mấy cây. À, trời trời. Rồi thêm chiếc bò, bò này bò mấy ta? 99 hả? À. Là em sưu tầm luôn hả? Đúng rồi. Thì chơi dữ thiệt anh em nhỉ. Đó, anh em thấy không? Nguyên vàng SH với lại nguyên vàng da dép với xì bo không? Anh em thấy không? Đỉnh ghê luôn á. Chắc là ngày xưa nhỏ cũng không biết cũng đam mê dữ lắm nè. Ba chị. Ủa này là ba hay là ai? Ba. Dạ, trời chú, trời trẻ quá, tưởng đâu anh luôn á. Ở đây là ba chơi thêm đồ gỗ nữa hả? Ba em chơi đó. Trời, đây là đồ gỗ gì đây trời? Đây là gỗ gì chú? Cẩm lai. Cẩm lai hả chú? Rồi nguyên cái bộ bự, bàn ghế bự ghê luôn. Dạ, cắm Việt Nam luôn á hả? Ôi, bộ này chắc cũng lâu lắm rồi, lâu đời lắm rồi chú. Đục mấy năm á, đục kỹ bắt mấy năm mới đem về. Đúng rồi, tại vì cỡ này đục lâu lắm. Em nó qua đục kỹ, nó đưa ổng đục. Dạ. Đục mấy năm. Dạ. Nhìn đã quá chú ha, mình cẩm này mà cẩm Việt mình hoành tráng mà bị đắt tiền nha. Dạ nó hiếm. Dạ. Trời hơi nhiều hơn nữa hả? Trời ơi, vậy là chú chơi chim được bao nhiêu năm rồi?
chục năm rồi ha. Mày cho nhiều lắm, mấy trăm chiếc xe rồi mà. Dạ. Yeah. Đó là dép nào. Ở đây mang dép Lào này. Cảm ơn anh nha. Rồi đi tham quan tiếp anh em. Ở đây có mấy cái bao cát chơi quýnh giỏ này. Boxing hả, ai chơi? Em hả? Ồ. Rồi theo qua thêm bên này nữa, xem một số cúp của Bảo với lại của ba Bảo nữa nha. Đây là một thêm một cái tủ bên ngôi nhà này nữa, toàn là cúp thôi nha anh em. Quá trời cúp chim luôn. Nói chắc, chắc ra một chục năm nay đọc chắc cả trăm giải rồi chứ. Trăm chiếc xe hơi. Rồi là xe hơi là cũng là dưới xe máy luôn đúng không? Xe hơi xe máy luôn á. Là gần 100 chiếc đó hả? Trời ơi. Xe hơi ba em với ông chú nãy lấy chắc 2-3 chiếc rồi. Mà là mấy cái xe mà nãy hay thì đó là có chiếc nào trúng giải không? Không, xe tự mua. Cái đó trúng là thua luôn hả? Trời ơi. Thôi cúp mà mấy cây vàng thôi nè. Đâu? Cúp bằng vàng hay là mấy cây vàng? Ba cây vàng, mạ vàng. Cúp mạ vàng là cúp này không? Ở bển rồi. Để bên kia. Cây siêu cúp. Con này là chú hả anh? Dạ, nuôi chim của anh. Trời. Cái cúp ba cây vàng của mình chưa. Ồ, cái nhà này là còn ngói ngày xưa nè, ngói âm dương nè mọi người. Dạ. Đây cổ à. Là cái nhà này nhà xưa của mình, cái mình sửa lại ha, mình sửa sơ lại ha. Dạ. Vẫn còn ký ức ngày xưa nha. Trời ơi. Đây là con em phải không? Dạ cháu à. Trời, chú này nhiều tuổi còn trẻ hả chú? 50 ha. 50 rồi. Vậy là ông bà ông Bảo nó mới có 24 mà. Vậy nó là 7, 8. Dạ. Nhỏ hơn con nhiều. Rồi. Hả? Còn cái gì anh chưa quay không? Quên lên tiệm không? Thôi, đi qua vô nhà cá lại chút xíu. Gặp thêm một fan cứng của Thái mà gọi là cao thủ chơi bét, chơi chim, chơi cá rồi mọi người. Hả? Nguyên gia đình từ ba tới chú đều chơi chim, chơi cá mà đạt được rất là nhiều giải luôn. Tuyệt vời ha. Ôi, đã chưa? Nói chứ là hôm nay là anh chỉ quay đơn giản thế này thôi, vô là cảm thấy rất là tuyệt vời đúng không? Nếu mà chủ yếu là bà mình quay cho mọi người xem về cá thôi, còn chim thì quay sơ sơ như vậy thì mọi người cũng thấy được rồi. Thì một lần nữa thì thôi tới đây chơi, cảm ơn bắt tay anh em, bắt tay một cái fan từ cũng rất là cứng của Thái này anh em nói đó. 2 năm rồi, nhưng mà hồi nhỏ bỏ cá rồi bỏ chơi rồi xong rồi xem lại, bắt đầu cái bây giờ là theo ghiền rồi chơi lại tới bây giờ luôn. Tuyệt vời không anh em. Thái cũng rất cảm ơn Bảo luôn đã cho Thái vào đây, tại vì vào buổi tối mà vào rồi quay rồi chia sẻ những cái góc đam mê của mình cho tất cả các bạn. Mỗi người có một cách chơi, các bạn có thể xem video này coi như là trên tinh thần giải trí Bảo nha. Rồi cũng như là đối với Bảo thì sẽ lưu lại một cái kỷ niệm nào đó thì Thái tới đây đó, trên cái những cái thước video trên YouTube của Thái. Thì cũng chúc cho Bảo với gia đình sức khỏe nha. Bắt tay nữa đi, chúc sức khỏe cho Bảo với gia đình, chúc đam mê của em đỉnh rồi nữa. Mốt giờ chìm hơn ba luôn, không mượn chim. Đang nuôi. Đang nuôi, đừng mượn chim bóng thi nữa, mình chơi luôn ha, mình đạp giải luôn. Chim ba mấy chiếc xe rồi đó. Ủa vậy hả? Hôm trước em có chơi chim rồi, em chơi 5-6 năm rồi, em nghỉ, em nuôi gà với chơi cá, em nghỉ em đi chơi, em chơi lại. Vậy hả? Cái gì cũng chơi rồi á, em nghỉ. Rồi. Giờ bắt đầu chơi lại ha. Rồi, nói chung là Thái cũng cảm ơn tất cả các bạn đã dành một thời gian khá là dài để theo dõi video của Thái cùng với bạn Bảo ha. Thì hy vọng là anh em sức khỏe luôn, chúc bình an cho tất cả mọi người. Thái cùng với Bảo xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn. Ok, chào mọi người, Bảo ơi. Chào mọi người.